quan đến vấn đề này, thì Sở Tư pháp cũng vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể trong thực tiễn, người có thẩm quyền có thể xem xét xử lý vi phạm hành chính như sau. Không thực hiện quét mã QR khai báo y tế đối với người ra vào địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ, sự kiện đông người, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Hành vi che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Hành vi không khai báo với Ủy ban Nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức.